nó sáng quá. Dạ con thấy như thế này là rõ rồi thưa ạ. Dạ, con thấy như vậy là được rồi đó thưa sư. Tại mới có cái đèn led này nó xài để mình lên, thế đèn trong phòng nó tối quá, dạy cái đèn led thêm để nó sáng sáng. Dạ thưa sư con bắt đầu ạ. Rồi, bắt đầu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng trang nghiêm thân khẩu ý hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư Tinh Tuệ, con kính lãnh lễ quý chư tăng, con kính lãnh lễ quý cô tu nữ. Hôm nay con kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc kê ca mê cha ru pê giri si kha ra ta tê chan ta li khê vi ma nê đi pê thề cha ga mê ta ru an na ga ha nê ghê ha wat thum hi khét tê phum ma cha yang tu đề hoa cha la tha la vi sa mê yak kha gan tháp ba na ga tít than ta san ti kê yang muni wa ga wa cha năng sa tha vô mê su nan tu thăm mắt Sawana kalo ayam padanta thamma sawana kalo ayam padanta thamma sawana kalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyanti Buddhang saranang gacchami Dutiyam ti thammang saranang gacchami. Dutiyam ti sanghang saranang gacchami. Tatiyam ti buddhang saranang gacchami. Tatiyam ti thammang saranang gacchami. Tatiyam ti sanghang saranang gacchami. Iti piso phagawa arahang samma sambuddho vicca charana sampanno sugato loka vidu anuttaro purisa dhammasa ratisattha deva manussanang buddho phagawa tinati me saranang anyang buddho me saranang warang etena satya Chê na hô tu mê cha ya mang ga lăng út ta mang ghê na hoàn đề hằng pa đa tâm sum qua rút ta mang bút thê yô kali tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma mang xoa kha tô pha ga wa pa tham mô san dít thi cô a ka li cô e hi pa si cô o pa na hi cô pa chát tăng về đi táp bồ vinh nhu hi ti nát thi mê sa năng anh nhăng thầm mô mê sa năng qua răng ê tê na sát cha vắt chê na hồ tu mê cha gia măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hằng thầm mạnh cha đuôi thăng qua răng thầm mê vô khá lý tô đô sô
Hâm mô kha ma tu tăng ma măng Su pa ti pa no pha ga wa to sa wa ca sang kho U chu pa ti pa no pha ga wa to sa wa ca sang kho Nya ya pa ti pa no pha ga wa to sa wa ca sang kho Sa ni chi pa ti pa no pha ga wa to sa wa ca sang kho Ya di dang chat ta ri pu ri sa yu ga ni at Thapurisa Pukkala E Safagawato Sawakasangho Ahunayyo Pahunayyo Dakhinayyo Anchalikaraniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasa Tinatime Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang E Tenasatjawat Chê na hô tu mê, chê ya măng gà lăng, út ta măng ghê na hoàn đề hăng, sang khanh cha đu vi thót ta măng. Sang khê yô khá li tô đô sô, sang khô khá ma tu tăng ma măng. Hoàn đà mi chê thi yăng sáp băng sáp bát thà nê su bát tít thi tăng sa ri ri ca thà tu ma ha bô thình. Buddha rupang sakalang sada Sambuddhaya tawi sancha dvada sancha sahak Sakei pancha sata sahak Sani namami sirasa ahang Te sang thammancha sangkhancha Adare namami hang Namakara nupave Nahantwa sap Để upat da we aneka antaraya vivinasam tuase sato sambuddhe pancha panya sancha chatuvisati sahas sakke dasa satta sahas sami namami sirasa aham te sang dhammancha sangkhancha adare namami hang Namakara nupave nahantwa sabde upadave aneka antaraya pivinas santuase sato sambuddhe nabuddha sate attha chattali sasahas sakevi sati satasahas sani namami sirasa aham Te sang tham manh cha sang khanh cha adare nanamami hang Namakara nupave nahantwa sabde upadave aneka Antaraya pivinasam tuase sato Sabde kurati maya lisaya sabta avera Sukhi hom tu sabde purati maya anudisa yasatta Avera sukhi hom tu sabde dakhina yadisa yasatta Avera sukhi hom tu sabde dakhina yanudisa yasatta Avera sukhi hom tu sabde pachima yadisa yasatta Avera sukhi hom tu sabde pachima ya anudisa ya satta Avera sukhi hom tu sabde uttara ya disa ya satta Avera sukhi hom tu sabde uttara ya anudisa ya satta Avera sukhi hom tu sabde uparima yadisa yasatta Avera sukhi hom tu sabde hetima yadisa yasatta Avera sukhi hom tu sabde satta Avera hom tu sukhita hom tu ni dukkha hom tu apya pacca cha hom tu aniga hom tu diga yuka hom tu aroga hom tu sampatti isamicca tu sukhi attanang pariharam tu dukkha patta janit dukkha phaya patta janit phaya
so kappatta janisso ka hontu sabde pipa nino akasattha japumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang akasattha japumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu akasattha japumattha devanaga mahittika punyang no anumodam tu chirang rakkhan tu nyatayo akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodam tu chirang rakkhan tu panino akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumo dan tu chirang rakkhan tu no sada idam watano punyang asawa kaya pahang ho tu ana yate kale sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Huy Diệu Pháp ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin chào các Phật tử học viên. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần tâm sở tình hảo. Nhưng mà nhóm tâm sở biệt cảnh à. Nay sư quên soạn cái bài Bali để cho các Phật tử đọc rồi, cho nên bữa nay mình chỉ có phần bài học thôi. Sư chiếu vậy các tử mình có nhìn thấy cái hàng đầu không? Dạ bạch sư, dạ thấy. Thấy hả? Tại trên máy dạ, sư nó bị. Dạ thấy. Dạ thấy. Dạ sư lại không nhìn thấy được cái hàng đầu, nó bị che làm sao? Hàng đầu là tâm sở tịnh hảo. À, tâm cho nhỏ một chút xíu thôi sư. Hả? Sư nhấn control với dấu trừ cho nó nhỏ một chút xíu thì sẽ nhìn thấy thôi sư. Ông cái này trình chiếu là nó lên đầy màn hình đó. Nếu mà mình không trình chiếu thì được. Còn nó trình chiếu là nó lên đầy màn hình vậy. Nhưng trình chiếu thì các Phật tử nhìn nó rõ hơn. Chữ nó lớn hơn, nhìn thấy nó lớn hơn. Tức là mình chiếu giống như trên lớp học vậy đó. Còn thí dụ như trong lúc các tử mình học Bali là mình không có chiếu được. Mình học trong giáo trình cho nên cái chữ đầu nó sẽ nhỏ nhỏ, khó nhìn hơn so với cái chữ được trình chiếu trên máy. Thì đây là phần tâm sở tình hảo, Sopana, Chitasika. Thì trong tâm sở tình hảo này nếu mình phân theo biến hành với biệt cảnh thì mình có hai phần như thế này. Một là tâm sở tình hảo biến hành, Sopana Satana Chitasika. Phần này thì mình có 19 tâm sở mình đã học rồi. Phần thứ hai đó là phần tâm sở tình hảo biệt cảnh, Sopana Pakinaka Chitasika. Phần này thì mình còn lại 6 tâm sở. Một cái cách phân khác nữa đó là tâm sở tình hảo biến hành thì vẫn giữ nguyên là 19 tâm sở đó. Nhưng mà phần tâm sở biệt cảnh người ta phân nó ra thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là tâm sở giới phần, Virati Chetasika. Nhóm thứ hai đó là tâm sở vô lượng phần, Apamanya Chetasika.
và thứ ba nó là tâm sở tại quyền và nhìn tri giác chỉ là si cá. Bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học phần à, chắc ba phần này chúng ta chỉ học một buổi là hết. Nếu mà mình học ở trên lớp á, thì nhiều khi học chia ra học hai buổi, nhưng mà học ở trên trên Zoom như vậy nhiều khi sư giảng tức là kiếm gì hạn giảng không thấy, nói hồi cái hết bài không hay. Còn nếu trên lớp thì nhiều khi còn trao đổi với các Phật tử. Nó là tâm sở giới phần, gọi là tâm sở giới phần, đó là mình có hai ý. Thứ nhất đó là vì nó thuộc về phần giới, nên ở đây đó là những tâm sở có tính chất đó là ngăn trừ ác bất thiện pháp. Mà ác bất thiện pháp trong trường hợp này là thường nó xảy ra ở phần thân hoặc khẩu. Yeah. Thứ hai đó là tâm sở giới phần cũng là một trong ba nhóm tâm sở biệt cảnh, cho nên nó còn được gọi là những tâm sở. Cho nên những tâm sở này cho nó chỉ phối hợp được với một số tâm tịnh hảo, số tâm tịnh hảo. Tức là lúc mình học tâm sở biến hành á, tâm sở tình hảo biến hành á, những tâm sở đó thì nó có mặt trong tất cả các tâm tình hảo, bao gồm tâm thiện, tâm quả và tâm tố tình hảo. Nhưng mình học các tâm sở tình hảo biến hành, trong đó có ba giới phần thì nó chỉ phối hợp được một số tâm tình hảo thôi, một số tâm tình hảo. Và đôi khi là nó còn khi có khi không, tức là nó bất định đi riêng. Ba tâm sở giới phần ở đây đó mình có chánh ngữ là Samavacca, tức là tâm sở chánh ngữ Samavacca. Chitasika, chánh nghiệp Samakammanta, hay là tâm sở chánh nghiệp đó là Samakammanta Chitasika. Ba là tâm sở chánh mạng, chấm mạng Samajiva, là tâm sở chánh mạng đó là Samajiva Chitasika. Phần ba tâm sở này là phần bài học thuộc lòng. Chúng ta ở Samavacca thì ở dạng nữ tính, Samakammanta thì ở dạng nam tính, Samajiva thì ở dạng nam tính. Này dành cho các tử học Pali, tức là mình học mấy chữ này thì mình được biết được thêm một số tính của nó, mình để ý như vậy để mai mốt ví dụ như mình gặp ở trong đoạn văn Pali nào đó thì mình sẽ biết là cái này nó nam tính, cái này nó nữ tính, cái này nam tính, cái này nam tính, thì dụ vậy. Nhờ đó mình nhớ được nhiều nhiều danh từ ở dạng tính nào. Cho nên nếu mà để các Phật tử mình học thuộc lòng, thí dụ như là Samavacca nữ tính, Samakammanta nam tính, Samajiva nam tính gì mình nhớ không nổi, tại nó quá nhiều. Nhưng mà nhân cái cơ hội mà mình học như vậy nè, chúng ta để ý nó thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Và tâm sở chánh ngữ là phần giải thích về ba tâm sở, nghĩa là tâm sở chánh ngữ Samavacca Chitasika. Về tứ ý nghĩa thì trạng thái đó là gìn giữ, phần sự đó là tánh xa, thành tựu là đoạn trừ tà ngữ, nhân cần thiết là có những đức tánh thiện pháp như là tín niệm tam quý vân vân. Tức là các tâm sở biến hành nó hỗ trợ hỗ trợ. Thì
nói đến gìn giữ cái trạng thái của tâm sở chánh ngữ ở đây đó là chúng ta nhớ trong pháp cú mà Đức Phật ngài nói có cái câu mà lành thai phòng hộ thân, lành thai phòng hộ lời, lành thai phòng hộ ý, lành thai phòng tất cả, tùy theo phần phòng tất cả đã thoát khỏi được mọi khổ đau. Thì gìn giữ ở đây tức là gìn giữ về mặt lời nói, chánh ngữ ở đây liên quan đến lời nói, liên quan đến lời nói. Giữ trước là trong trường hợp nào nên nói hoặc là không nên nói, và cái chánh ngữ ở đây nó còn, nếu mà nói theo người Phật tử mình thì mình còn liên quan đến là điều giới thứ năm, đó là nói dối. Thì nếu mà chánh ngữ mà nó có mặt ở đây, gìn giữ ở đây tức là ngăn là không cho mình nói dối, hoặc là lường gạt người khác, nếu mà chánh ngữ nó có mặt. Ở trong bài kinh Vương Tử Áp Phá Giác, bài kinh số 58 thì phải, 58 ở trong Trung Bộ, thì liên quan đến lời nói đó thì Đức Phật ngài đưa ra 6 trường hợp, và 6 trường hợp đó, trường hợp nào mà ngài sẽ nói và trường hợp nào ngài không có nói. Như là lời nói không chân thật, không có lợi ích, người nghe không thích. Trường hợp thứ hai đó là lời nói không chân thật, không có lợi ích nhưng mà người nghe người ta ưa thích. Thì dù ưa thích hay là không ưa thích, nhưng mà vì lời nói không chân thật, không có lợi ích ấy, cho nên Đức Phật này cũng không có nói. Trường hợp 3-4 đó là ở đây trong kinh thì nó, trong kinh thì trình bày cái thứ tự hơi khác một tí, như sư sắp lại để cho các tử nhĩ nhớ. Trường hợp 3-4 đó là lời nói chân thật nhưng mà không có lợi ích, người nghe không thích. Thứ hai đó là thứ tư đó là lời nói chân thật không có lợi ích, người nghe ưa thích. Tức là nói thật nhưng mà nó không có lợi ích gì, lại nói nó không có lợi ích gì. Thì dù người nghe người ta có thích hay là không thích thì Đức Phật ngài cũng không nói. Trường hợp thứ năm đó là lại nói chân thật có lợi ích nhưng mà người ta không thích. Trường hợp thứ sáu đó là lại nói chân thật có lợi ích mà người nghe ưa thích. Thì trường hợp thứ sáu này thì là trường hợp, tức là trường hợp đặc biệt nhất, tức là vừa chân thật vừa lợi ích mà người nghe người ta lại thích nữa. Là cái này thì Đức Phật ngài chắc chắn ngài sẽ nói. Nhưng mà trường hợp thứ năm đó là lời nói chân thật có lợi ích nhưng mà người nghe người ta không thích. Thì Đức Phật ngài sẽ xem xét ở trong trường hợp đó ngài sẽ nói hoặc là không nói. Và trường hợp này nó cũng hay xảy ra đối với chúng ta. Cái trường hợp thứ sáu là trường hợp chúng ta khó gặp. Nhưng mà thường chúng ta gặp nhiều đó là trường hợp thứ năm. Tức là chân thật có lợi ích nhưng mà người ta lại không thích nghe. Ví dụ như là các tử mình nói về giới, nói về đời sống này là vô thường, khổ, vô ngã vậy. Thí dụ vậy, nếu mà nói với người đời thông thường thì người mà không có tìm hiểu về Phật pháp thì họ không thích, mặc dù cái lời nói đó là chân thật, là có lợi ích. Thì đó là liên quan đến cái, nếu mà chánh ngữ mà nó sanh khởi thì gìn giữ những lời nói nào nên nói hoặc là không nên nói. Phần sự đó là tránh xa, tức là ở đây tránh xa, ở đây đó là tránh xa tà ngữ. Tránh xa nói những lời nói mà không đem lại lợi ích, hoặc là theo ở trong khẩu ác hành thì đó là tránh xa lời nói dối, lời nói đâm thọc, lời nói chia rẽ, rồi lời nói không có lợi ích.
Để đó là phần sự của chánh ngữ là tránh xa các loại nỗi đó. Thành tựu là đoạn trừ tà ngữ. Tà ngữ thì tà ngữ ở đây cũng liên quan đến những lời nói mà không có lợi ích, không chân thành, không có lợi ích thì được xem là tà ngữ. Rồi nhân cần thiết ở đây có những đức tánh thiện pháp như tín niệm tàm quý, tức là nhà sư ví dụ như là các tử mình muốn nói dối, nếu mình có niềm tin, có tính, có niềm tin là thì lúc đó niềm tin sẽ nếu mình tin là nếu mình nói dối là mình phạm cái điều giới thứ tư. Tại cái việc giữ gìn giới nó liên quan đến niềm tin rất nhiều. Tại sư thí dụ các tử mà mình sống ở trong một quốc gia nào đó mà mình thực hành theo cái luật quy định của quốc gia đó, là phần lớn là chúng ta sợ khi mà mình vi phạm là mình bị bắt ở tù hoặc là bị xử phạt. Ví dụ như tham gia giao thông chẳng hạn, nếu mình vi phạm thì mình bị phạt. Và nhà đó mà mình chấp nhận thực hành cái điều luật đó. Nhưng chúng ta đến với Phật pháp á, đến với Đức Phật, thí dụ các tử giữ năm giới, giữ bát quan trai giới, hoặc là người bị sa di, bị tỳ kheo giữ gìn cái giới luật của mình, thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái niềm tin của mình rất là cao. Tức là mình tin là khi mình gìn giữ cái điều giới này sẽ đem lại niềm vui hạnh phúc cho mình ở trong đời sống của người tại gia cư sĩ hoặc là đời sống của người xuất gia. Chứ Đức Phật ngài không có phạt mình. Đức Phật ngài không có phạt mình hoặc là bắt mình phải như thế này như thế kia, mà mình giữ ra vì mình có niềm tin sẽ đem lại cái lợi ích cho mình. Rồi kèm thêm một số thiện pháp khác nữa, tức là như có niệm, có tàm, có quý chẳng hạn, mà nhờ đó mà tâm sở chánh ngữ có điều kiện sanh khởi. Và cái lời nói cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Các tử thấy là nhiều khi chỉ từ một lời nói có thể khiến cho người khác đó là bị đau khổ, nhưng mà ngược lại cũng từ một cái lời nói có thể đem lại niềm vui hạnh phúc cho người khác. Ở trong phẩm ngàn thì Đức Phật ngài nói đó là dù nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tình lạ. Thì đó là cái quan trọng của cái lời nói. Lời nói xét về mặt phước báo mà các tử mình thấy là mình có thể có được chánh ngữ, có thể nói chuyện được so với những người mà bị bệnh như là bị bệnh bị câm chẳng hạn, chúng ta thấy rất là tội nghiệp. Thì khi mà xét về người mà không thể nói được á, các tử mới biết quý trọng cái lời nói của mình, là mình mới thấy là mình có cái phước. Tại những người câm mà họ không nói được á, tử sẽ thấy khó, thấy họ khó chịu, đó là khi mà họ muốn nói gì với mình mà họ không thể nói được và họ diễn tả bằng tay chẳng hạn. Và nếu mà người quen tiếp xúc với họ thì họ người ta hiểu. Còn giống như mình lâu lâu mình gặp một lần thì họ diễn đạt bằng tay thì mình đâu có hiểu. Mà họ càng diễn đạt mà mình càng không hiểu á, là họ lại càng khó chịu. Càng khó chịu. Ở bên chùa mình có một bé mà bé cũng không có nói được, thỉnh thoảng bé cũng hay vào chùa. Thì mình nói chuyện mình ra cái dấu hiệu là bé hiểu rất là nhanh.
Nhưng mà đến khi bé ra cái dấu hiệu mình không hiểu, rồi khi mình không hiểu bé làm nhiều lần như vậy thì bé giận lên. Dạ. Thì chúng ta thấy là mình mà có cái phước mà có thể nói chuyện được so với những người người bị câm. Do đó chúng ta cố gắng mình gìn giữ cái lời nói. Mình thấy mình có được cái phước đó rồi thì mình cố gắng gìn giữ cái lời nói. Trong trường hợp nào nên nói hoặc là không nên nói. Dạ. Thì đó là liên quan đến hai chánh ngữ. Thứ hai là tâm sở chánh nghiệp, Sammakammanta Cittasika. Thì trạng thái ở đây đó là thực hiện việc đúng, phần sự cũng là tránh xa, thành tựu là đoạn trừ tà nghiệp, nhân cần thiết là có những đức tánh thiện pháp như là tín niệm tham quý, tức là các tâm sở tình hảo biến hành hỗ trợ để cho tâm sở chánh nghiệp sanh khởi. Thì ở đây trước tiên mình nói cái chữ chánh nghiệp được trình bày ở trong tạng kinh, đó là những nghề nghiệp chân chánh như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, và những hành động thuộc về thân thiện nghiệp khác mà không hại đến bản thân mình và chúng sanh khác thì được xem là chánh nghiệp. Yeah. Cho nên cái trạng thái ở đây nó là thực hiện việc đúng. Tức là nếu mà ở trong kinh thì thường chỉ trình bày ba trường hợp như vậy, nhưng mà so với trong đời sống hiện tại á, mình có nhiều cái công việc được làm bằng thân. Ở đây tại sao chánh nghiệp phải nói bằng thân? Là vì cái phần trước lúc nãy là mình cái chánh ngữ nó liên quan đến cái lời nói rồi, cho nên mình tách ra những gì mà liên quan đến lời nói thì nó thuộc về chánh nghiệp, và ngược lại thì là tà nghiệp, đó là cái phương ương ác. Cho nên cái tâm sở thứ hai này thì mình chỉ nói cái gì mà liên quan đến thân, hành động bằng thân là chánh nghiệp. Để trong kinh thì đề cập ba trường hợp giống như sư nói lúc nãy. Nhưng mà trong đời sống hiện tại thì chúng ta thấy có nhiều cái công việc mà mình phải làm. Dạ. Thì chúng ta phải xem cái trường hợp nào được xem là chánh nghiệp và trường hợp nào là tà nghiệp. Thì những công việc nào được thực hiện bằng thân mà không tức là không hại bản thân mình, không hại đến người khác, chúng sanh khác, thì cái hành động đó được xem là chánh nghiệp. Dạ. Rồi phần sự đó là tránh xa, tức là tránh xa ở đây, tránh xa những hành động thuộc về tà nghiệp, thuộc về tà nghiệp. Thành tựu đó là đoạn trừ tà nghiệp, tức là nếu mà tâm sở chánh nghiệp sanh khởi, giúp đoạn trừ được những hành động thuộc về tà nghiệp. Liên quan đến cái công việc mà mình làm, để mình biết ở trong trường hợp nào nó là chánh nghiệp hay là tà nghiệp, ở trong bài kinh Giáo Giới Rahula tại rừng Ambalatika, bài kinh số 61 trong Trung Bộ, thì bài kinh đó Đức Phật ngày dạy cho Sayy Rahula, đó là cái phương pháp phản tỉnh, giống như ví dụ của cái gương mà mình để soi mặt. Dạ. Yeah. Mục đích của cái gương để mình soi mặt đó là để mình xem coi cái mặt mình nó bị dơ, nó bị khuyết điểm ở chỗ nào, để mình lau chùi hoặc mình rửa. Dạ. Yeah. Thì Đức Phật ngày dạy cái phương pháp phản tỉnh, tức là xem xét những hành động của mình trước khi làm,
Rồi trong khi đang làm và sau khi làm xong. Trước khi làm thì xem coi cái hành động đó có hại mình, có hại người khác hay không. Tức là có hại người mình hoặc là có hại người khác, hay là có hại cho cả hai bên hay không. Thì nếu mà xem xét như vậy thấy là không có hại người, hoặc là không có hại mình, không có hại người, rồi không có hại cả hai, thì bắt đầu làm. Có những công việc á, là lúc mà mình khởi đầu thì mình thấy nó không có gì, nhưng mà đến trong lúc đang làm thì sao? Nhiều khi nó lại có một cái trở ngại nào đó mà có thể ảnh hưởng đến bản thân mình hoặc là ảnh hưởng đến người khác. Thì Đức Phật này cho mình xem xét lại coi trong lúc đang làm đó nó có bị cái ảnh hưởng đó hay không. Nếu mà thấy không bị ảnh hưởng thì tiếp tục làm, còn nếu mà thấy có ảnh hưởng thì nên dừng lại. Rồi nếu mà đã làm xong, nếu mà đã làm xong và xem xét lại thấy là công việc đó là có ảnh hưởng đến bản thân mình, có ảnh hưởng đến người khác, có ảnh hưởng đến cả hai, thì Đức Phật này khuyên đó là nên sám hối và sẽ không làm nữa. Thì cái sám hối ở trong trường hợp này đó là không phải là mình sám hối là mình hết cái tội đó. Dạ. Nhưng mà mình sám hối ở đây đó là để mình quyết tâm đó là không có làm cái công việc đó nữa. Dạ. Thí dụ như là vị tỳ kheo phạm một cái điều học nào đó. Rồi ngoài trừ cái những trọng giới thì vị tỳ kheo sám hối. Thì cái sám hối đó, nếu mà cái điều giới đó là liên quan đến đến nghiệp, thí dụ như là điều giới sát sanh. Dạ. Mà không ngoài trừ giết hại người, thì giết hại những con thú còn lại thì bị tỳ kheo phạm ứng đối trị. Thì điều giới phạm ứng đối trị đó, nếu tỳ kheo biết và đi đến gặp một vị tỳ kheo khác xin sám hối thì giới hoàn toàn thanh tịnh. Và nhờ giới hoàn toàn thanh tịnh như vậy cho nên nếu vị tỳ kheo đó nỗ lực tu tập thì có thể chứng đắc thiền định hoặc là đạo quả. Còn nếu mà vị tỳ kheo đó đã phạm rồi mà không có sám hối thì dù có nỗ lực tu tập như thế nào đi chăng nữa, vì giới không thanh tịnh thì cũng không thể chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Dạ, đến đó là cái pháp sám hối ở trong Phật giáo. Nhưng mà nói về nghiệp sát sanh, nghiệp sát sanh đó khi mà có điều kiện thì vẫn cho quả. Giới thì thanh tịnh, nhưng mà cái nghiệp đã tạo rồi thì khi có điều kiện thì nó vẫn cho quả. Dạ, thì đó là liên quan đến cái việc sám hối cả trong người Phật tử mình lẫn người xuất gia. Thì đó là cái tâm sở thứ hai liên quan đến chánh nghiệp, hành động, những hành động bằng thân, những hành động thiện bằng thân. Thứ ba đó là tâm sở chánh mạng samma chiva cittasika, tự ý nghĩa. Trạng thái đó là trong sạch, phần sự là duy trì sự sống đúng, thành tựu là đoạn trừ tà mạng. Nhân cần thiết là có những đức tánh thiện pháp như là tính niệm, tam quý, vân vân. Thì liên quan đến đến chánh mạng samma chiva ở trong Tương Ưng Bộ Kinh thì liệt kê 5 trường hợp được xem là chánh mạng của người, nếu mà người
cư sĩ tại gia mà mình vi phạm thì gọi là tà mạng, đó là buôn bán người, hai là buôn bán các loài thú để làm thịt, thứ ba là buôn bán vũ khí, thứ tư là buôn bán rượu, thứ năm là buôn bán chất độc. Thì năm trường hợp đó, nếu mà các Phật tử mà hành nghề năm cái nghề đó thì được xem là người sống tà mạng. Người sống tà mạng. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó còn nhiều cái nghề khác nữa mà nó cũng có thể là nó có thể rơi vào trường hợp đó là chánh nghiệp, tà nghiệp hay hoặc là tà mạng. Thì mình cứ suy xét nó là liên quan đến là có hại người hay không, có hại người hoặc là có hại mình hay không, thì từ đó mình sẽ quy ra đó là nó thuộc về chánh nghiệp hay là chánh mạng hoặc là tà nghiệp hay là tà mạng. Mình cứ suy xét theo trường hợp mà sư nói lúc nãy. Ở trong liên quan đến tà mạng thì các vị tỳ kheo thì được liệt kê nhiều hơn, tức là có đến theo ở trong luật thì có đến 21 cái cách sống tà mạng. Ví dụ trong trường hợp làm người đưa tin, làm thầy thuốc, rồi coi ngày giờ chẳng hạn, cách sống đó của người xuất gia thì được xem là cái lối sống tà mạng. Yeah. Thì bây giờ nếu mà mình từ bỏ các nghề nghiệp đó, cái cách sống đó thì được xem là sống chánh mạng. Cho nên chánh mạng ở đây đó là tức là không nuôi mạng bằng cái nghề mà không được tốt đẹp. Cho nên cái trạng thái ở đây nó là trong sạch, trong sạch. Phần sự là duy trì sự sống đúng. Tức là nếu mà tâm sở chánh mạng này nó sanh khởi đó, thì nó làm cái phần sự đó là không cho cái người này nuôi mạng mà không chân chánh. Tức là nếu mà nó sanh khởi, thành tựu là đoạn trừ được tà mạng. Nhân cần thiết thì nó cũng cần phải có những thiện pháp khác, tức là phải có tính niệm tam quý gì đó hỗ trợ để giúp cho tâm sở chánh mạng này nó có mặt và phát triển. Ba tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này á thuộc về gọi là giới phần, tại nó liên quan đến đến những hành động đó là bằng thân hoặc khẩu, tức là ngăn cái điều ác bằng thân hoặc là khẩu. Ba tâm sở này nếu mà được phát triển mạnh, nó trở thành ba chi đạo, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và trong ba chi đạo đó cũng được liệt kê vào ở trong thần giới. Dạ, yeah. Đó là nếu mà nó được phát triển theo cái khuynh hướng thiện. Khuynh hướng thiện. Tâm sở với phần phối hợp với tâm. Về phần tổng quát thì ba tâm sở với phần này phối hợp được với 48 tâm. 48 tâm, trong đó thì phối hợp được với 8 tâm đại thiện, bất định ly riêng. Và 40 tâm siêu thế thì
nhất định và đi chung. Bây giờ chúng ta xem cái bản nêu một tí để chúng ta xem cái sau này chúng ta sẽ học lại phần tâm thì sẽ ôn lại cho cái phần đã cho các Phật tử. Bây giờ mình đi xem một tí để mình hiểu bài trước. Đây là tám tâm đại thiện, hay còn gọi là tám tâm thiện dục giới, tức là mình có tâm thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ, hợp trí hữu trợ, ly trí vô trợ, ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả, hợp trí vô trợ, hợp trí hữu trợ, ly trí vô trợ và ly trí hữu trợ. Đây là tám tâm đại thiện, hay là tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Thì trong tám tâm này thì ba tâm sở giới phần á phối hợp được, nhưng mà nó bất định và nó đi riêng. Bất định là sao? Bất định tức là khi có khi không, tức là không phải tâm đại thiện nào sanh khởi cũng có giới. Thí dụ như là trong lúc mà các tử mình ngồi nghe pháp, mình tập trung nghe pháp, thì tâm tập trung nghe pháp dạ thưa sư hết nghe thưa sư dạ không có nghe được tiếng mà sư ạ à. Sư bị kết mạng rồi. Dạ thưa sư hết nghe rồi thưa sư. Sư chưa mở mic chứ? Thưa sư chưa mở mic. À, nhìn nó bị rớt mạng. Là trong a. Trong lúc mà các thí dụ như là trong lúc các tử mình đi đến chùa, mình xin thọ trì ngũ giới hoặc là bát quan trai giới, rồi mình thí dụ trong điều kiện mà mình có thể nói dối được, nhưng mà mình không nói dối, thì là lúc đó là tâm sở chánh ngữ sanh khởi. Thì tâm thiện lúc bây giờ là mới nói đó là tám tâm đại thiện, tâm sở chánh ngữ thôi, chánh nghiệp chánh mạng thì không có. Chỉ khi nào cái hành động nào nó liên quan đến chánh nghiệp hoặc là liên quan đến chánh mạng, thì lúc bây giờ cái giới phần, cái tâm sở chánh ngữ chánh nghiệp hoặc là chánh mạng đó nó mới sanh khởi, thì lúc đó mới có giới, trong tâm thiện đó mới có giới. Cho nên mới nói là tám tâm này, tâm sở giới phần á, phối hợp được với tâm đại thiện bất định, tức là khi có khi không và đi riêng. Là nếu mà có thì chỉ có một trong ba tâm sở thôi. Yeah. Cái trường hợp thứ hai đó là 40 tâm siêu thế. Đây là 40 tâm siêu thế, cái nhóm dưới, mỗi nhóm 20 tâm, tức là 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Thì
ở trong tâm siêu thế thì nó khác hơn với ở trong tâm đại thiện, tức là ba tâm sở giới phần này á, khi có mặt á, là có mặt đầy đủ. À, có mặt đầy đủ. Tại sao có trường hợp là có mặt có cái này không có cái kia, và có trường hợp đó là có mặt là phải có mặt đầy đủ. Dạ. Thì ở đây liên quan đến ở trong tâm siêu thế, vì để chứng đắc một cái một tầng đạo quả nào đó thì đòi hỏi đó là phải có đủ bát chi đạo, tức là phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên ba tâm sở giới phần đó nó thuộc về phần giới, cho nên nó phải có mặt. Chúng ta có thể hiểu như thế này, thí dụ như là ở trong một cái cuộc họp quan trọng á, một cái cuộc họp quan trọng thì tất cả những người, tất cả các đại biểu đều bắt buộc đó là phải có mặt. Thì tại cái việc chứng đắc đạo quả này nó quan trọng lắm. Dạ. Yeah. Tại mỗi một lần chứng đắc một cái tầng đạo quả nào đó thì thiền não, các thiền não được đoàn trừ và đoàn trừ một cách tận gốc. Cho nên đòi hỏi đó là phải có đầy đủ các yếu tố giới định tuệ. Dạ. Yeah. Thì giống nói lúc nãy, giống một cuộc họp quan trọng thì đòi hỏi phải có đầy đủ hết những, ví dụ như là trong cuộc họp của nhà nước, một cái cuộc họp quan trọng để bầu lên một cái quốc hội, ví dụ vậy, thì đòi hỏi phải có hết các quan chức đều phải tham dự ở trong cái cuộc họp đó. Mặc dù có thể nói chuyện hoặc là không nói chuyện gì đó, nhưng mà phải có mặt hết. Còn những cuộc họp thông thường sao? Thì có thể có hoặc là không cũng được. Dạ, thì đó là trong tâm thiện và trong tâm siêu thế. Rồi đó là chúng ta xong phần hai giới phần. Hai tâm sở giới phần. Phần này hết rồi. Bây giờ tới phần tâm sở vô lượng phần. Tâm sở vô lượng phần thì nằm ở trong nhóm thứ ba, Appamanya Cittasika. Vì tâm sở lô vô lượng phần, ở đây mình chỉ có một cái câu nói chung, đó là những tâm sở có tính chất tốt đẹp, nó giống như là tâm sở tình hảo. Nhưng mà khi mà hành giả tu tập thấy an trú bằng các pháp này thì tức là đến khi tu tập được hai tâm sở vô lượng phần này thì sẽ không còn phân biệt hay là không còn giới hạn chúng sanh, là thí dụ như là mình bình thường mình tu tập ở trong tâm thiện thông thường ngoài tâm sở vô lượng phần,
thì tâm mình luôn có sự phân biệt, đó là người này người kia, người thân của mình, người này là người dân, kẻ lạ, ví dụ vậy. Nhưng mà với tâm sở vô lượng phần á, thì không còn giới hạn ở cái chúng sanh nào nữa, tức là dù chúng sanh nào thì cũng vậy. Và cái điều này chúng ta thấy là ở trong bài kinh Brahmayu có nói Đức Phật á, dù ngài có đi vào một cái hội chúng là các vị tỳ kheo hoặc là người cư sĩ, là những vị thánh đệ tử của ngài, hay là đi vào một cái hội chúng của Bà La Môn, những người ngoại đạo, cái tâm của ngài vẫn giống nhau, tức là ngài không có phân biệt, ngài không có phân biệt. Thì cái đó là cái phát triển của cái tâm sở này, cái phát triển của tâm, tức là ngài thương yêu, ngài xem họ giống nhau hết, giống nhau hết. Cho nên chính vì cái tâm như vậy, cho nên ngài mới, nếu mà ai đó cần nghe pháp và họ có nhân duyên có thể hiểu được pháp, thì lập tức Đức Phật ngài thuyết pháp. Còn mình khi mình có tâm phân biệt như vậy á, cho nên ví dụ như là gặp người này thì mình có thể đi cùng được, nhưng mà gặp người khác thì mình không đi cùng được, hoặc là gặp người này thì mình chơi chung được, gặp người khác mình chơi chung không được. Bây giờ tâm mình còn có phân biệt. Còn khi mà người có tâm, hai cái tâm sở vô lượng phần này rồi, thì mình không còn có cái phân biệt đó nữa. Tâm sở vô lượng phần cũng là một trong các nhóm tâm sở biệt cảnh, vì chúng chỉ phối hợp được với một số tâm tình hảo, Đây là hai tâm sở vô lượng phần, đó là bi, karuna và tùy hỷ, mudita. Thì khi mà mình liệt kê tâm sở vô lượng phần, mình thấy chỉ có hai thứ thôi. Nhưng mà thường ở trong bốn phạm trú thì mình thường hay nghe người ta nói là sao? Từ bi hỷ xả. Tức là cái bộ của nó là phải là bốn. Phải là bốn mới đủ, tức là từ bi hỷ xả. Trong khi đó ở đây thì mình từ không có, chỉ có bi, xả mình không có, mình chỉ có tùy hỷ. Thì thật ra là từ cũng có, từ tức là cái trạng thái gì, trạng thái là không sân hận. Thì nếu mình xem xét lại đó, mình thấy ở trong tâm sở vô sân á, tâm sở biệt cảnh, tâm sở biến hành, tình hảo biến hành, tâm sở vô sân. Thì tâm sở vô sân đó có thể được phát triển thành tâm từ. Rồi xả, tâm sở xả thì mình có tâm sở trung hoa, ta ta ma chắc ta ta. Thì nó đồng với cái xả. Mà mình thường đã là từ bi hỷ xả, tức là cũng có đủ. Mặc dù ở đây thì trong vi diệu pháp, khi mà nói về Appamanya thì chỉ liệt kê hai tâm sở này. Sáng đây mà trước khi mình nói về tứ ý nghĩa, sẽ nhắc lại tí cái chữ tâm bi với từ với bi. Mặc dù mình nói thì quen nói, nhưng mà nhiều khi mình hiểu không đúng cái chữ từ với tâm bi. Tâm từ á, tức là mong mỏi cho chúng sanh á, là được an vui. Mong mỏi cho chúng sanh được an vui. Còn tâm bi á, là khi nào mình thấy người khác bị khổ,
thì lúc đó tâm bi nó sanh khởi là muốn người khác là thoát khỏi cái khổ đau. Ví dụ như là Đức Phật ngài có tâm bi với chúng sanh á, là vì ngài thấy chúng sanh sao đang bị đau khổ trong vòng sanh tử luân hồi, đang bị chi phối bởi sanh già bệnh chết làm cho khổ, thì là lúc đó ngài mới có tâm bi. Và vì cái tâm bi đó sanh khởi cho nên ngài mới thuyết pháp cho những chúng sanh có nhân duyên có thể giác ngộ được Phật pháp, thì lúc đó tâm bi của ngài sanh khởi. Nhưng mà mình thì mình không thấy cái khổ đó, cho nên tâm bi sanh khởi ở trong trường hợp đó nó không có, nó không có. Mà tâm bi của mình chỉ sanh khởi nên là thí dụ như là mình thấy một ai đó bị bệnh, thấy tội nghiệp, thấy thương, thấy một người bị bệnh không có con cháu chăm sóc, không có người chăm sóc, mình thấy tội nghiệp, mình thương, thì lúc đó là tâm bi nó sanh khởi. Tâm bi sanh khởi. Hoặc là con cháu ở trong nhà mình bị bệnh, ví dụ như vậy, thì lúc đó tâm bi nó sanh khởi. Thấy những người già neo đơn, trẻ em mồ côi mình thấy thương, lúc đó là tâm bi nó sanh khởi. Mà chúng ta cũng để ý nó là tâm bi á, nó cũng tâm từ tâm bi nó sanh khởi á, với người phàm phu mình á, nó cũng dễ bị tâm tham nó chi phối. Dạ, nhất là đối với người thân của mình. Dễ bị tâm bất thiện sanh khởi. Thì ví dụ như là bây giờ thấy con bị tai nạn, thấy thương quá, rồi ôm con khóc. Thoạt đầu thì đó là tâm bi. Nhưng mà sau đó là sao? Lo sợ, là tâm sân sân khởi. Là tâm sân sân khởi. Mong mỏi cho con á, là được an vui, thì đó là tâm từ. Nhưng mà nếu mà con mong mỏi mà con không đạt được á, thì tìm cách giúp đỡ con bằng trường hợp này hoặc là trường hợp khác. Và bây giờ cứ cố gắng giúp đỡ như vậy cho nên làm cho mình bị đau khổ vì cái tâm dính mắc. Thì lúc bây giờ tâm từ đó nó chuyển sang là tâm tham. Và qua những trường hợp này với người phàm phu mình là mình chuyển đổi rất là nhanh vì cái tâm thiện mình yếu. Và đó cũng là cái điểm khác biệt của người có tâm từ tâm bi đối với phàm phu và các bậc thánh. Sự ví dụ như là Đức Phật khi mà ngài thấy tôn giả Tương Cướp Angulimala trong lúc mà giết nhiều người, và trong lúc đó là tên tướng cướp này đang dự định giết là người mẹ của mình, thì Đức Phật ngài thấy đó là nếu mà Angulimala mà giết thêm người mẹ của mình nữa sẽ phạm ngô nghịch đại tội, và do đó là Angulimala không thể chứng đắc được đạo quả. Thì lập tức ngài có cái tâm bi, rồi ngài cũng quan sát đó là ngài cũng biết là Angulimala này có khả năng chứng đắc được thánh quả. Thì với cái tâm bi đó là lập tức tức ngày xuất hiện để tế độ cho Tương Cướp Angulimala. Thì đó là cái tâm bi của các bậc thánh và nhiều trường hợp khác nữa. Tức là nếu mà thấy và có thể giúp họ được thì ngài đi đến ngài giúp đỡ liền. Nhưng mà nếu mà giúp không được ngài cũng không có đau khổ. Ví dụ như là trong trường hợp mà Đề Bà Đạt Đa khi mà biết hối lỗi rồi đi đến chùa Kỳ Biên để xin sám hối ngài, thì ngài cũng nói là khi mà Chư Tăng báo rồi tôn giả Ananda nói đó là bây giờ là Đề Bà Đạt Đa đã đến trước cổng chùa Kỳ Biên, thì Đức Phật ngài cũng nói là sao,
cho dù Đề Bà Đạt Đa đã đến đó nhưng mà Đề Bà Đạt Đa cũng không thể nào gặp được Như Lai. Và đúng như vậy, khi mà từ ở trên trên võng xuống rồi, Đề Bà Đạt Đa muốn xuống cái hồ tắm trước khi vào gặp Đức Phật, thì vừa bước xuống là bị đất rút và chết trước cổng chùa Kỳ Viên. Thì ở trong trường hợp đó, lúc mà Đức Phật ngài khuyên Đề Bà Đạt Đa, đó là ngài cũng có cái tâm bi vì sợ Đề Bà Đạt Đa tạo cái ác nghiệp như là phá hoa họ tăng sẽ bị tái sanh vào cõi khổ, có tâm từ mong cho Đề Bà Đạt Đa được an vui. Nhưng mà đến khi không giúp được thì Đức Phật ngài cũng chịu, nhưng mà ngài không có đau khổ. Ngài không có đau khổ giống như mình. Bây giờ nếu mà mình ở trong trường hợp đó là sao? Mình sẽ chạy ra mình khóc lóc. Nhưng mà Đức Phật ngài nó không có. Ngài cũng không có đi ra. Mà ngài nói với tôn giả Ananda đó là dù Đề Bà Đạt Đa có đến đó nhưng mà Đề Bà Đạt Đa cũng không gặp được Như Lai. Dạ. Thì đó là cái điểm khác hẳn của bậc thánh với người phàm phu mình. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta trở lại tâm bi. Tâm sở bi, trạng thái đó là muốn chúng sanh khác thoát khổ. Phần sự là không chịu đựng nổi khi thấy chúng sanh khác đau khổ. Thành tựu là không não hại chúng sanh khác. Nhân cần thiết đó là thấy tình trạng đau khổ của chúng sanh khác. Ở đây nói cái nhân cần thiết trước để cho các tử mình thấy là trong trường hợp nào thì tâm bi nó mới sanh khởi được. Thì ở đây nhân cần thiết để tâm bi sanh khởi là sao? Chỉ khi nào có những chúng sanh khác đang bị đau khổ thì lúc đó tâm bi nó mới sanh khởi. Dạ, tâm bi mới sanh khởi. Còn nếu mà không có hình ảnh cảnh mà chúng sanh khác bị đau khổ, cho dù mình có nói từ bi như thế nào đi chăng nữa thì cái tâm nó cũng sanh khởi được. Dạ, nó chỉ sanh khởi khi nào gặp cái cảnh thích hợp thôi. Đó là cũng là lý do tại sao mà tâm từ tâm bi á, nó có mặt ở trong tâm thiện nhưng mà nó bất định. Tức là nó cũng giống như là ba giới thần lúc nãy. Chỉ có khi nào có cảnh thích hợp thì nó mới sanh, còn không thì nó không có mặt. Yeah. Rồi trở lại trạng thái đó là muốn chúng sanh khác thoát khổ thì giống như lúc này. Tức là thấy chúng sanh khó bị, chúng sanh đó đang bị đau khổ thì tâm bi sanh khởi muốn sao? Giúp người ta thoát khỏi cái sự khổ đau đó. Phần sự thì không chịu nổi khi thấy chúng sanh khác đau khổ. Thành tựu là không não hại chúng sanh khác. Vì tâm sở bi thì muốn người ta thoát khỏi sự đau khổ và không chịu nổi khi mà người ta bị đau khổ. Cho nên chắc chắn là sao? Không thể nào mà giết hại chúng sanh khác được. Không thể nào giết hại chúng sanh khác được. Thì đó là tâm bi. Tâm sở tùy hỷ, mudita, cittasika, trạng thái đó là vui thích với sự yên vui của chúng sanh khác. Phần sự là không đố kỵ với chúng sanh khác. Thành tựu là phá hủy sự chán ghét với chúng sanh khác. Nhân cần thiết là thấy chúng sanh đang thành đạt. Cái kim học về tùy hỷ thì mình nhớ lại cái tâm sở mà ganh tị hôm trước. Cái ganh tị là ví dụ là người mình không thích mà thấy người ta thành đạt thì cái tâm sở ganh tị đó nó càng sanh khởi nhiều hơn. Thì bây giờ mình học tâm sở tùy hỷ thì nó lại đối lập lại. Tức là vui thích với sự thành đạt của người khác. Và đặc biệt đó là cái sự thành đạt của người mà mình không thích mà mình có thể vui thích được. Cái này là rất khó. Dạ. Nếu mà những người mình thích
mà thấy họ được thành đạt. Ví dụ các Phật tử mà mình là những người bạn đạo với nhau, mà mình thấy họ làm ăn được phát đạt, được thành đạt ở trong cuộc sống, thì mình vui thích. Hoặc là trong lúc họ tạo một cái phước nào đó, mình tùy hỷ, mình vui thích với cái thiện sự đó. Thì cái này nó tương đối dễ. Nhưng mà nếu mà ở trong trường hợp mà với người không thích, ví dụ nếu mà người mà không thích mà người ta làm phước, thì để mình tùy hỷ, chúng ta thấy rất là khó. Rất là khó. Dạ. Và chính vì cái khó này nó đem lại cái sự nguy hiểm cho mình với người phàm phu. Tức là trong lúc mà mình, tại vì nó sẽ có hai trường hợp. Nếu mà tâm tùy hỷ không sanh khởi, thì thay vào đó là sao? Là tâm ganh tị, tâm sanh, sanh khởi. Dạ. Mà thay vì tùy hỷ thì mình có được tâm thiện, đem lại cái quả báo an vui, thì bây giờ lại là có tâm sanh, sanh khởi, nó có đem lại cái quả báo là sao? Là đau khổ. Ở trong trường hợp đó cho chúng ta thấy là người ta thì làm được hành động thiện, mà mình là sao? Lại tạo cho mình đó là cái hành động bất thiện. Ở trong trường hợp đó là chính bản thân mình tự hại mình. Dạ. Nếu mà mình không thể tùy hỷ được, ít nhất là chúng ta cũng phải giữ được cái trạng thái tâm đó là ở trong trạng thái tâm xả. Ít nhất là cũng phải tập được như vậy. Còn nếu mà để cái tâm bất thiện sanh khởi thì rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cho nên ở trong đời sống mình cũng nên tập tu cái phước tùy hỷ này cho nhiều, cũng tốt, cũng có lợi cho mình. Đặc biệt cái tùy hỷ này đó là, thí dụ như là nếu trong lúc sắp lâm chung do một cái tâm dính mắc nào đó, do một cái sự hờn ghét nào đó mà khiến mình sanh ở cõi khổ, thì lúc đó là cái tâm tùy hỷ nó rất là quan trọng, khi mà thân bằng quyến thuộc làm phước để hồi hướng. Yeah. Vì nếu mà mình không biết tùy hỷ á, là ở cái cõi khổ đó mình khó có cơ hội mà tâm thiện sanh khởi. Dạ. Chỉ có là biết tùy hỷ thì lúc bây giờ cái tâm thiện nó sanh khởi, và nhờ đó mà cái quả của thiện pháp khác á, nó có điều kiện sanh khởi, đưa mình tức là chấm dứt cái đời sống ở cõi khổ, đưa mình tái sanh ở cõi vui. Nó chỉ có cái nhờ cái tâm tùy hỷ. Dạ. Thường là mình, quý sư cũng hay giảng cho các Phật tử đó là mình muốn làm phước, hồi hướng phước cho người thân. Ví dụ như là chúng ta cúng dường bữa cơm, rồi chúng ta hồi hướng phước cho người thân của mình. Dạ. Thì thật ra là mình hồi hướng thì mình hồi hướng, nhưng mà họ nhận được chỉ khi nào họ biết tùy hỷ. Tùy hỷ với cái phước của mình đã làm, thì lúc đó họ mới nhận được. Còn nếu mà tại nhận được ở đây là gì? Nhận được ở đây là khi mà họ tùy hỷ, tức là cái tâm thiện nó phát sanh. Tâm thiện phát sanh. Và ở cạnh cõi chúng sanh, ở cõi khổ, thường khi mà một tâm thiện phát sanh như vậy, sẽ giúp cho họ thay đổi cái kiếp sống mới. Tức là thoát khỏi khổ cảnh. Dạ. Chứ không phải là cái mình làm phước này rồi mình cho phước của họ, họ lấy được, thực sự không phải vậy. Nhưng mà mình làm phước này và họ thấy cái phước đó và họ tùy hỷ. Và nhờ cái tùy hỷ đó cho nên tâm thiện nó phát sanh. Họ được thay đổi kiếp sống mới. Dạ. Thì đó là nói về cái tâm tùy hỷ. Cái này là một trong những tâm sở mà mình cần phải phát triển. Thì phối hợp tâm sở bi và tùy hỷ thì phối hợp được với
28 thứ tâm nhưng bất định đi riêng. Là 8 tâm đại thiền, 8 tâm đại tố, 12 tâm thiền, sắc giới thọ hỷ. Tức là phối hợp được với 28 thứ tâm nhưng mà nó bất định. Này chữ bất định nó thi vô nặng nha. Bất định rồi nó đi riêng, tức là nếu mà nó đôi khi có, đôi khi không. Nếu mà nó có thì chỉ có một trong hai. Để 8 tâm đại thiền. 8 tâm đại thiền. Rồi à, 8 tâm đại tố. 8 tâm đại thiền, 8 tâm đại tố là 16. 5 tâm, 8 tâm đại thiền, 8 tâm đại tố. Rồi à, bi và tùy hỷ hả? 12 tâm tâm tứ hỷ. Mười hai tâm thiền sắc giới thọ hỷ. Mười hai tâm thiền sắc giới thọ hỷ. Đây 12, 3, 6, 9, 12. Thì ở đây thí dụ như là ở trong tâm đại thiện. Thí dụ như là các tử mình nghe pháp, hoặc là làm phước bố thí, hoặc là giữ giới. Thì ở trong trường hợp này thì tâm đại thiền nó sanh khởi. Nhưng mà trong tâm đại thiền đó nó không có bi và tùy hỷ. Mà tâm đại thiền sanh khởi mà có bi. Ví dụ có bi là thí dụ như là gặp một người nào đó đang bị xe đục, gãy tay, gãy chân gì đó. Mình thấy tội nghiệp quá, muốn tìm cách để giúp đỡ họ. Thì lúc bây giờ đó là tâm bi nó sanh khởi. Trong tâm đại thiền đó. Hoặc là bây giờ đi chùa làm phước, rồi thấy người bạn của mình cũng làm phước, thì tùy hỷ phước với cái người bạn của mình. Thì trong tâm thiện đó là có tùy hỷ, nó sanh khởi. Dạ. Còn nếu mà không có tâm tùy hỷ thì không có. Không có tâm sở tùy hỷ. Thì đó là trường hợp mà bất định mà đi riêng đối với bi và tùy hỷ. Tức là khi có, khi không. Rồi cái nhóm thứ tư đó là tâm sở tệ quyền. Nói là nhóm chứ thực sự cái này nó chỉ có một tâm sở thôi. Bạn nhìn đi giá chi tạc sĩ cá. Trạng thái đó là biết rõ pháp thực tính. Phần sự là phá tan sự tâm tối của tư tưởng. Thành tựu là không nhầm lẫn với cảnh. Nhân cần thiết là khéo tác ý hay có quyền đồng đẳng, hay xa lìa phiền não, hay tục sinh bằng tâm nhanh. Thì ở đây khi mà nói về tâm sở tệ quyền, tức là nó liên quan đến trí tuệ. Thì trí tuệ ở đây theo ở trong pháp đó, cái trong tu tập á, cái trí tuệ ở đây đó là phải là cái trí mà biết rõ pháp thực tính. Biết rõ pháp thực tính mà hôm nay mà chúng ta đã học. Thí dụ như là
nói đến tâm. Thì pháp thực tính nó là biến cảnh. Thí dụ vậy. Thì tâm sở tệ quyền á là biết rõ cái pháp thực tính đó. Hoặc là một cái cách trình bày khác đó là biết rõ các pháp đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì cái đó cũng là vai trò của tâm sở tệ quyền, của trí tuệ. Hay là ví dụ như là trong năm uẩn chỉ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hoàn toàn không có ta, không có gì là của ta. Thì cái biết đó là cũng của tâm sở tệ quyền. Tâm sở tệ quyền. Cho nên mới nói là ở trong phần sự chúng ta thấy ở đây là sao? Phá tan sự tâm tối của tư tưởng. Tại thường mình biết các pháp là theo chế định và mình chấp giữ. Ví dụ là nói về thân mình thì mình chỉ biết là sao? Cái này là của ta. Nhưng mà thực chất là sao? Nếu mà có trí tuệ mà sanh khởi, biết ở đây nó chỉ là gì? Nếu mà nói thân này thì nó chỉ là đất nước lửa gió. Nếu về nói về các yếu tố về danh pháp thì là nó chỉ có là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó chỉ có bao nhiêu đó. Nhưng mà với mình biết theo cái chế định nó là sao? Cái thân nó còn có cái tay, cái chân, cái đầu, đó, mỗi thành phần của cơ thể, và chấp là cái này là của ta. Cho nên tâm sở tệ quyền nếu mà nó sanh khởi là nó xóa đi cái sự tối tâm của tư tưởng đó. Xóa tâm của cái tư tưởng đó. Thành tựu là không nhầm lẫn với cảnh. Không nhầm lẫn với cảnh, tức là không có nhầm lẫn cái pháp chân đế. Tức là khi mà thấy thì biết đây chỉ là cảnh sắc, không có là người nam, người nữ, không có vậy. Mà thấy ở đây chỉ là cảnh sắc theo pháp thực tính vậy. Đó là cái biết của trí tuệ. Còn cái phân biệt là nam nữ đó là theo cái chế định. Và thường cái biết theo chế định là thường chấp giữ, làm cho tham sân si sanh khởi. Cho nên tâm sở tề quyền khi mà biết cảnh không có nhầm lẫn, theo cái chế định nó không có nhầm lẫn vậy. Nhân cần thiết để mà tâm sở sanh khởi, tâm sở tề quyền này sanh khởi, nó là phải khéo tác ý. Khi nghe ngửi nếm đụng. Ví dụ như là nếu mà mình nhìn theo chế định, thấy một hình ảnh của một người nam đẹp hoặc là người nữ đẹp, thì nếu mà không khéo tác ý là lập tức tâm tham nó sanh khởi. Nhưng mà nếu mình khéo tác ý, mình nghĩ là cái này chỉ là cảnh sắc, thì lập tức là sao? Cái trí tuệ nó sanh khởi. Thứ hai đó là cái nhân cần thứ hai, đó là các quyền đồng đẳng, tức là có tính tấn niệm định tuệ đồng đẳng thì nó giúp tâm sở tệ quyền sanh khởi. Thứ ba đó là xa lìa phiền não, tức là tâm sở tệ quyền này nó sanh khởi thì cái phiền não tham sân si nó không thể sanh được. Tại hai cái này nó đối lập với nhau. Cái tuệ khi nó sanh khởi thì nó đoạn trừ phiền não, nên hai cái này nó không thể gặp nhau được. Rồi thứ ba nữa là thứ tư nữa là tục sinh bằng tâm tam nhân. Tục sinh bằng tâm tam nhân. Cái đặc biệt ở trong trường hợp mà tục sinh bằng tâm tam nhân này muốn nói đến trường hợp đó là trí tuệ mà có thể giúp người tu tập chứng đắc được thiền định hay là đạo quả.
Tại nếu mà không phải người tục sinh bằng tâm tam nhân á, thì không thể chứng đắc được thiền định hay là đạo quả, cho nên cái tuệ ở trong trường hợp đó nó không thể sanh khởi được. Nhưng mà trong đời sống bình thường thì tuệ này vẫn có thể sanh khởi, tức là tâm sở tệ quyền vẫn có thể sanh khởi. Nhưng mà để chứng đắc được thiền định hay đạo quả mà trí tuệ này có thể sanh khởi để đoạn trừ phiền não trong trường hợp đó thì không có. Cho nên mình để ý cái phần này một tí, chứ đừng nghĩ là phải người tục sinh ta tâm tam nhân thì mới có tâm tâm thiện, có trí tuệ. Không phải vậy, không phải vậy. Mà trong trường hợp này thì nó đề cập trường hợp đặc biệt một tí. Rồi phối hợp thì phối hợp nhất định, tức là không có thì thôi, mà hãy có thì sao, là chắc chắn có. Và ở đây thì chỉ phối hợp được với 79 tâm tương ưng trí, tức là đến khi mình học phần tâm á, chỉ tâm nào hợp trí thôi thì tâm nó mới có tâm sở tệ quyền, còn tâm nào ly trí thì không có. Thì ở đây mình có 12 tâm dục giới tình hảo hợp trí, tâm thiền thì luôn luôn có trí, tức là 27 tâm đáo đại, gồm mà 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế thì luôn luôn có trí. Đây, ở đây mình có 24 tâm dục giới tình hảo, nhưng mà mình chỉ có 12 tâm là hợp trí thôi. 12 tâm hợp trí, tức là 6 tâm đầu, 6 tâm đầu của cái màu đỏ với 6 tâm tiếp theo của cái màu xanh. Dạ. Còn 6 tâm còn lại, 12 tâm còn lại là ly trí, cho nên nó không có tâm sở tệ quyền. Rồi tâm đáo đại, 27 tâm đáo đại, tức là 15 tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế. Các tâm này thì luôn luôn có trí tuệ, có tâm sở tệ quyền, vì nó liên quan đến việc đoạn trừ phiền não, thì trí tuệ nó làm với công việc đó. Yeah. Thì đó là 6 tâm sở biệt cảnh, cái phần bài học hôm nay. Thôi thì mình kết thúc ở đây ha. Phần sau thì mình sẽ học tiếp các pháp thực tính liên quan đến sắc pháp. Giờ xin trả mic lại cho Rung, mời cô Phúc về. Dạ. Dạ, chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm sở tịnh hảo ngày hôm nay ạ. Kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang Kha ya, cung kính đảnh lễ sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong lớp hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha cha phong ma tha ni wa na ga ma hi thi ca bốn nhang no anu mô đam chu chi rang ra khang tu ta sa nang akasatha cha phong ma tha ni wa na ga ma hi thi ca bốn nhang no anu mô đam chu chi rang ra khang tu no ga ro akasatha cha phong ma tha ni wa na ga ma hi thi ca bốn nhang no anu mô đam tu chi rang ra khan tu nhà ta yo akasattha cha phong ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bốn nhang no anu mô đam tu chi rang ra khan tu pa ni no akasattha cha phong ma tha đi qua na ga ma hi thi ca bốn nhang no